Chào mừng tất cả các bạn đang đến với chương trình Triệu Phú Vai Trò Online. Đây là game show tương tác mà tại đây quý vị có thể tham gia rất là nhiều những mini game hấp dẫn để có thể nhận về cho mình rất là nhiều chip, từ đó quy đổi thành những chiếc voucher ở địa phương hoặc là toàn quốc về những dịch vụ như là ăn uống, làm đẹp hay là du lịch nè, rất là nhiều luôn. Và ngay bây giờ thì quý vị ơi, hãy lấy ngay chiếc điện thoại của mình, cài đặt app THB On hoặc là BBTV Go để tham gia cùng Triệu Phú Vai Trò nha. Và ngày hôm nay thì Linh Nhi sẽ mang đến cho mọi người một format chương trình bao gồm là hai phần. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần vượt chướng ngại vật, và phần thứ hai chúng ta sẽ đến với phần về đích. Và đây giống như là một cuộc thi vậy, cho nên là ở cuối chương trình chúng ta sẽ có một bảng xếp hạng để dành cho những người chơi xuất sắc nhất của ngày hôm nay. Và để cho chúng ta có thêm thật là nhiều động lực để tham gia đến cuối chương trình, thì Linh Nhi sẽ bật mí giải thưởng dành cho những người chơi xuất sắc nhất. Xin mời hiển thị giải thưởng của ngày hôm nay ạ. Vâng, chúng ta sẽ có một bảng xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở app THB On. Đầu tiên giải nhất sẽ nhận về cho mình là một chiếc voucher Queen Bắc trị giá là 100.000 đồng và 50 chip. Đối với người về nhì, chúng ta sẽ nhận về một thẻ điện thoại trị giá là 50.000 đồng. Người về ba sẽ nhận về một chiếc voucher tại KFC trị giá là 50.000 đồng. Vâng, và ở app BBTV Go thì chúng ta cũng sẽ có một giải nhất là một chiếc voucher tại Cosmax trị giá 100.000 đồng và 50 chip. Giải nhì sẽ là một chiếc thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng, và giải ba cũng sẽ là một chiếc voucher tại KFC trị giá là 50.000 đồng. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Đây sẽ là một nguồn động lực rất là to lớn cho quý vị ngày hôm nay chúng ta tranh tài săn thật là nhiều chip của chương trình nha. Và ngoài ra thì hôm nay Linh Nhi còn có một phần quà rất là đặc biệt nữa, đó chính là ngày hôm nay tất cả những người chơi có ít nhất một câu trả lời đúng ở chương trình sẽ được ghi nhận tham gia vào vòng quay may mắn của chương trình. Và ở cuối chương trình thì chương trình sẽ quay số những ID của những khán giả có câu trả lời đúng ở những phần chơi trước, và sẽ tặng cho một vị khán giả may mắn một chiếc voucher Shopee trị giá là 100.000 đồng. Rất là hấp dẫn đúng không? Đây sẽ là một phần quà rất là thú vị. Tại vì sao? Đó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn của mọi người. Nhưng mà cũng phải cố gắng để đạt ít nhất một câu trả lời đúng trong chương trình nha. Và như thường lệ, đầu chương trình Linh Nhi sẽ gửi đến cho mọi người một mini game điểm danh để xem hôm nay chúng ta có bao nhiêu người chơi tham gia chương trình nha. Xin mời hiển thị lượt chơi của phần điểm danh ạ. Chúng ta sẽ bấm vào nút điểm danh để nhận được những số chip ngẫu nhiên từ chương trình. 5 vùi, 15 hoặc là 20 chip trong thời gian là 90 giây. 3, 2, 1, xin mời điểm danh. Đến thăm hỏi thầy cô giáo của mình chưa? Nếu mà đến rồi, đi về nhà rồi thì hãy cùng mở điện thoại lên và tham gia điểm danh cùng với Phương Hiền và Linh Nhi nha. Xin chào tất cả các bạn khán giả. Hôm nay thì bạn Đinh Minh Thanh có comment là hôm nay không nhường nhé, không nhường một cái voucher nào đâu nha. Nên là cố mà tích thật nhiều chip để cùng lên sàn đấu với chúng tôi nhé. Thanh không kịp comment, nếu không phải là 20 chip ngày hôm nay nữa thì tuyên bố giải nghệ. Biết đâu bây giờ không được thì cuối chương trình lại được thì sao ạ? Nhanh tay nào, Huy Hiền cũng sẽ vào điểm danh với các bạn nha. Chúng ta còn hơn 40 giây và hiện tại đang là 179, 180 rồi. Con số đang lên rất nhanh. Shopee, Shopee ngày hôm nay có voucher Shopee nha. Huy Hiền được 10 chip, còn các bạn thì sao? Xin chào Trung Kiên, Quang Huy, Thái Nguyễn, Hương Nguyên, Lê Khoa, Tuấn Anh với 20 chip rồi đấy ạ. 200 bạn khán giả rồi. Chúc mừng Dư Tuấn được 5 chip, Trần Phượng được hẳn 5 chip. Chuẩn bị đọc tên em chị Châu Ngọc. Đọc tên em lên cho bố mẹ thấy. Ok, chào Châu Ngọc nha. Và kết thúc thời gian điểm danh với 211 bạn khán giả. Xin chúc mừng các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với MC Linh Nhi nào. Chúc mừng
mọi người đã hoàn thành xong phần điểm danh và nhận về những số chip đầu tiên của chương trình. Còn bây giờ thì Linh Nhi sẽ được mời tất cả các bạn cùng đến với phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Ở phần vượt chướng ngại vật này thì chương trình sẽ có 3 gói câu hỏi tương ứng với 3 chủ đề là sức khỏe, ẩm thực và sắc đẹp. MC sẽ bốc thăm lựa chọn thứ tự cũng như là số chip tương ứng với những gói câu hỏi đó. Thì hiện tại trên bàn Linh Nhi đang có một hộp bao gồm những chiếc phiếu về để có thể lựa chọn chủ đề cho mọi người nè, và một hộp bao gồm những chiếc phiếu lựa chọn số chip của gói câu hỏi đó luôn. Và bây giờ thì Linh Nhi sẽ bấm trước để chọn ra chủ đề đầu tiên mà các bạn sẽ phải trải qua nha. Xin chào. Vâng, đầu tiên thì quý vị sẽ đến với gói câu hỏi về sức khỏe. Và để xem là chúng ta sẽ có giải thưởng gì ở gói câu hỏi này nha. Chúng ta sẽ có là những số chip là từ 15 cho đến là 30 chip. Để xem là quý vị chúng ta ngày hôm nay được bao nhiêu ạ. Wow, chúng ta sẽ được là 30 chip cho 20 khán giả trả lời nhanh và chính xác nhất của gói câu hỏi này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với gói câu hỏi sức khỏe với mini game Nhìn Bóng Đoán Từ. Nhìn Bóng Đoán Từ sẽ là một mini game rất mới đối với những vị khán giả chúng ta đã biết đến Triệu Phú Qua Chờ, và cũng chắc chắn là sẽ rất mới với những vị khán giả này chúng ta mới vừa tham gia Triệu Phú Qua Chờ, đúng không ạ? Nên là bây giờ Linh Nhi sẽ giới thiệu qua về luật chơi của mini game này nha. Xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Chương trình sẽ đưa ra hai câu hỏi. Người chơi sẽ nhìn vào bóng và đoán từ khóa đó trong thời gian là 45 giây. Và giải thưởng như là lúc nãy Linh Nhi cũng đã bốc thăm được sẽ có 20 vị khán giả trả lời nhanh và chính xác nhất nhận về cho mình là 30 chip. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của chủ đề sức khỏe. Xin mời câu hỏi. Đây là bộ môn gì? Một từ. Đơn giản rồi đúng không ạ? Đó, hiện tại cái số lượt các bạn khán giả đang tham gia truy cập chơi mini game này đã lên đến con số hơn 100 bạn khán giả rồi. Thời gian vẫn còn rất nhiều nha. Đây là bộ môn gì nào? Câu này ăn rồi. Vinh Minh Thanh comment là câu này ăn rồi. Trả lời chính xác thì chắc chắn là chính xác rồi. Nhưng vấn đề là có nhanh tay không mới là điều quan trọng nha Minh Thanh nha. Châu Ngọc comment quá đơn giản, cái này là bộ môn karate. Nhanh tay nào các bạn ơi, những giây cuối cùng. Và đáp án của chúng ta là bộ môn yoga là câu trả lời chính xác, không phải karate nha Châu Ngọc nha. Chúng ta sẽ cùng chúc mừng những bạn khán giả trả lời chính xác trong câu hỏi này nào, rất là nhiều ạ. Ở app Bình Phước là có bạn Trịnh Quỳnh Anh này, ở Anh Thư, Nguyễn Phương, Hoàng Thùy Anh, THP, Phạm Văn Mẫn, Vũ Trọng Đại, Lương Lê Bội Hân, Thái Ngọc Hiệp, Tùng Phạm, Hồ Thanh Thảo. Mỗi bạn nhận được 30 chip của chúng tôi, rất rất là hời. Xin chúc mừng Tùng Phạm này, Hồ Thanh Thảo, Kenji này, Tâm Đan Lý Thái Sơn này, một bạn khán giả biển số điện thoại 8788, Hoàng Văn Dũng, Trần Lệ Thu, Trần Phượng, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Tiến Đạt và Trần Thị Thơ. Không biết là đã hết chưa ạ? Chắc là hết rồi đây. Các bạn cũng sẽ nhận được 30 chip nha. Chúc mừng những vị khán giả vừa rồi đã trả lời đúng ở đáp án là yoga. Và nhìn cái hình đó thì cũng có thể biết đó là một động tác yoga cũng khá là quen thuộc. Nhìn nó vậy thôi nhưng mà cũng nó rất là khó đúng không mọi người? Và nếu mà quý vị nào mà chúng ta yêu thích bộ môn yoga để có thể là cải thiện tinh thần cũng như là sức khỏe cho mình thì ở trên trang web tương tác.thb.vn thì cũng đang có một mã giảm 150.000 đồng khi đăng ký 3 tháng tập tại yoga Hoa Sen. Thì quý vị ơi, ở đây chúng ta có thể là đăng ký những cái khóa yoga nè, từ là yoga trung cấp, yoga nâng cao, yoga được dưỡng sinh, yoga bà bầu, yoga trị liệu giảm cân hay là yoga sắc đẹp, rất là nhiều luôn, đa dạng cho quý vị có thể lựa chọn nhé. Chúng ta đã vừa trải qua câu hỏi đầu tiên của gói câu hỏi sức khỏe
Và bây giờ Linh Nhi cũng xin được mời quý vị đến với câu hỏi số 2 của gói câu hỏi sức khỏe. Và cũng sẽ dành một bóng và đoán xem là từ khóa sẽ là gì nha. Xin mời. Câu hỏi số 2. Đây là một bước kiểm tra sức khỏe và có hai từ nha. Phần thưởng của chúng tôi trong mini game này quá là hời, 30 chip. Trời ơi, có bạn comment là chưa đến 1 giây mà vẫn chậm, tất nhiên rồi Đinh Minh Thanh ơi. Bạn xem cái cơ cấu giải thưởng hấp dẫn đến như vậy. Thế nên là đường truyền của ai tốt thì sẽ may mắn hơn một xíu đúng không ạ? Con trả lời thì chắc chắn là trả lời đúng rồi, nhưng quan trọng là có nhanh tay hay không. Châu Ngọc, mình xài iPhone 15 mà vẫn trả lời sai. Rồi rất nhiều đáp án khác nhau được đưa ra rồi nha. Đo mắt, khám mắt, xem mắt, độ mắt. Và đáp án của chương trình là gì đấy ạ? Đo mắt là câu trả lời chính xác nha. Bạn khán giả nào trả lời chính xác đây ạ? Chúc mừng Kenji này, em thích này, Phương Ly, Châu Ngọc, Tiến Đạt, Honey, Trần Duy Thuận, Ngọc Linh, Nguyễn Đăng, Hương Nguyên, Thanh Thanh Hằng, Ngọc Phạm, Nam Khánh, Nguyễn Phương, Bội Hân, Thái Sơn, Quỳnh Anh, Bảo Bảo, Tuyển và Củ Khoai. Trời ơi các bạn tên quá kêu luôn. Mỗi bạn chúng ta nhận được tiếp 30 chip của chương trình. Chúng ta vừa trải qua hai câu hỏi của gói câu hỏi đầu tiên, chủ đề là sức khỏe. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bảng xếp hạng để xem là những người chơi nào hiện tại đang dẫn đầu nha. Xin mời. Và ngay bây giờ xuất hiện trên màn hình của các bạn đó là bảng xếp hạng người chơi ngày hôm nay nha. Bây giờ sẽ đọc này ở app PPTV Go. Thì xin chúc mừng bạn Kenji đang đứng ở vị trí đầu tiên. Tiếp theo là Trịnh Quỳnh Anh, Nguyễn Phương, Bội Hân, Anh Thư, Tùng Phạm, Tâm Đan. Và cuối cùng là một bạn khán giả ẩn danh để số điện thoại là 8788. Còn THP thì sao? Có vẻ là những cái tên khá là quen thuộc rồi đây. Lý Thái Sơn đang đứng ở vị trí đầu tiên này, Hoàng Thùy Anh, Phạm Văn Mẫn, Vũ Trọng Đại, Thái Ngọc Hiệp, Hồ Thanh Thảo, Trần Lệ Thu và Trần Phượng. Tuy nhiên là các bạn ơi, bảng xếp hạng này mới chỉ là ở thời điểm hiện tại thôi nha. Và chúng ta có câu gọi là gì ạ? 30 chưa phải là Tết đúng không nào? Lát nữa biết đâu những cái thứ hạng mới, những cái tên mới sẽ xuất hiện thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với MC Linh Nhi thế nào? Chúc mừng những người chơi hiện tại đang nằm ở top đầu của bảng xếp hạng. Hy vọng là những người chơi này sẽ giữ được phong độ của mình. Và những người chơi mà hiện tại chúng ta còn chưa ở trên những cái vị trí cao thì cũng sẽ thật là đột phá trong những cái phần game tiếp theo nha. Còn bây giờ thì Linh Nhi sẽ tiếp tục để bốc thăm xem là chủ đề tiếp theo mà quý vị sẽ phải thử thách đó chính là chủ đề gì. Vâng, một chủ đề rất là ngon nha quý vị ơi, đó chính là chủ đề ẩm thực. Và để xem chủ đề ẩm thực này thì chúng ta sẽ có gói chip như thế nào nha. Thì không biết là có được tiếp tục gói 30 chip nữa không đây. Chúng ta sẽ có 20 vị khán giả trả lời nhanh và chính xác nhất, nhận về cho mình là 15 chip. Và xin mời tất cả các bạn cùng đến với gói câu hỏi ẩm thực qua mini game đuổi hình bắt chữ. Xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị luật chơi của phần đuổi hình bắt chữ nha. Chương trình sẽ đưa ra hai câu hỏi, người chơi sẽ nhìn vào hình gợi ý và đoán từ khóa, và thời gian sẽ là 45 giây. Đây cũng là một mini game mà quý vị trong thời gian vừa qua cũng đã được chơi cũng một vài lần rồi đúng không ạ? Hy vọng là quý vị cũng sẽ thật là bình tĩnh để tìm ra được từ khóa từ những gợi ý của chương trình nha. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi đầu tiên của chủ đề ẩm thực. Xin mời. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo trong mini game đoán chữ. Tên của một quán ăn trên trang web tương tác.thp.vn. Những bạn khán giả Hải Phòng đâu rồi ạ? Không biết là có trả lời chính xác không? Và những bạn khán giả ở Bình Phước nữa, có vẻ câu này hơi khó so với những bạn khán giả ở Bình Phước phải không ạ? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả cuối cùng nha. Tên một quán ăn này có cái thuyền này, có tôm, cua, cá, mực, nói chung là các loại hải sản.
rồi, rất nhiều những bạn khán giả đưa ra câu trả lời rồi. Tên của một quán ăn các bạn nha. Không biết là những bạn khán giả nào đã quy đổi voucher tại quán này chưa đây ạ? Đó chính là quán Thuyền Hải Sản nha. Đấy, có cái thuyền và có hải sản. Tên quán là Thuyền Hải Sản. Thuyền cá, Nguyễn Văn Linh comment là thuyền cá, Phương Ly comment là tàu cá. Và những bạn khán giả trả lời chính xác ở trong câu hỏi này nhận được 15 chip này. Chúc mừng Phạm Văn Mẫn, Châu Ngọc, Lương Thị Mai, Tiến Đạt, Garu, Trần Thị Thơ, Kenji, Em Thích, Thái Sơn, Trọng Đại, Củ Khoai, Tiến Đạt, Ngọc Phạm, Bích Hồng, Phương Ly, Quỳnh Lâm, Hải Đăng, Lệ Thu, Thanh Hằng và Quang. Chúng ta nhận được 15 chip tiếp theo. Và nhắc đến chiếc quán Thuyền Hải Sản thì Linh Nhi cũng xin mời tất cả quý vị cùng ghé thăm trang web của chương trình để xem là ở đây có chiếc voucher như thế nào nha. Chúng ta có một mã giảm 10% hóa đơn trên 2 triệu tại Thuyền Hải Sản. Thuyền Hải Sản là nhà hàng chuyên về các món hải sản với đa dạng các loại nước sốt đặc trưng riêng. Các bạn cũng có thể thấy là các món ăn tại Thuyền Hải Sản thì rất là hấp dẫn và được trình bày rất là chuyên nghiệp. Và không gian tại đây thì là một không gian mở với chất liệu từ gỗ và ánh sáng tự nhiên ngập tràn rất là sang trọng. Quý vị có thể ghé đến đây để tổ chức những cái buổi tiệc nho nhỏ với gia đình, người thân, bạn bè của mình nhé. Chúc mừng những vị khán giả vừa rồi đã trả lời đúng ở câu hỏi số 2 của chủ đề sức khỏe, đó chính là đo mắt. Đo mắt thì cũng là một cái phần mà rất là quan trọng cho những ai mà mắt mình có thể là bị cận hay là bị viễn hay là bị loạn nè, để chúng ta có thể là cắt những cặp kính phù hợp với mắt của mình. Và tại trang web tương tác.baobinhphuoc.com.vn thì cũng có một mã giảm 150.000 đồng cho tất cả các hóa đơn sản phẩm tại mắt kính Việt Nhật. Đây là một trong những cửa hàng kính rất là nổi tiếng và uy tín tại Đồng Xoài. Nếu quý vị chúng ta muốn là đo thị lực để tìm cho mình những chiếc kính phù hợp thì có thể ghé qua trang web, lấy cho mình chiếc voucher này và đến mắt kính Việt Nhật để lựa cho mình những chiếc kính ưng ý nhé. Và trước khi đến với câu hỏi số 2 của gói ẩm thực thì Linh Nhi sẽ được mời quý vị chúng ta cùng xem một đoạn video clip sau nha. Nếu bạn đang tìm một chiếc quán nướng có vai y như Đà Lạt thì hãy ghé thăm nhà hàng Nhà Gỗ số 1 Cao Xuân Huy, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nơi đây có không gian rộng rãi và đề co rất là chill. Ghi điểm với thực khách là menu đa dạng với hơn 70 món ăn, từ đồ chiên, bánh ngọt, rau củ và đồ nướng siêu chất lượng luôn. Các món được review liên tục và đặc biệt những món sống ở đây được đậy nắp nên rất vệ sinh. Và giá cả cũng rất hợp lý, chỉ có 159 cành cho một vé ăn thỏa thích. Vậy thì còn chần chừ gì, hãy đến ngay nhà hàng Nhà Gỗ để trải nghiệm đi nào. Và bây giờ hãy cùng đến với câu hỏi số 2 của gói ẩm thực. Xin mời. Câu hỏi số 2 của chương trình tiếp theo như sau. Ngày hôm nay thì phải nói là các bạn khán giả tha hồ mà trả lời câu hỏi đấy ạ. Tên một món ăn phổ biến trong buffet. Cái này hơi khó nha. Có 4 từ, gợi ý là 4 từ. Tên của một món ăn phổ biến. Món ăn nha, tên một món ăn nha. Nào, các bạn khán giả hãy nhanh tay đưa ra câu trả lời đi nào. Có một con tôm. Đấy, nói chung là nhìn qua thì cũng khá là khó đấy ạ. Có bé Sa. Đúng rồi, Phương Ly đang comment là có bé Sa. Châu Ngọc, cái này mình ăn miết. Châu Ngọc có vẻ ngày hôm nay là trả lời rất là siêu đấy ạ. Nào, hết thời gian rồi, 4 từ. Món ăn này là gì đây? Tôm nướng sa tế là câu trả lời chính xác nha. Dư Tuấn comment tôm hấp 33 là sai rồi ạ. Trần Việt Đức chính xác này. Tôm nướng sa tế. Chúc mừng những bạn khán giả nhận được 15 chip của chúng tôi. Trung Nguyên, Phương Ly, Honey, Em Thích này. Em Thích là nhận được nhiều chip rồi đây này. Huyền, Kenji, Khánh Huyền, NHIP, HG. Trời ơi, bạn khán giả nào đây ạ? Nguyễn Phương, Nguyên Phúc, Linh, Ngọc, Tâm Đan, Trần Phượng, Trần Thị Thơ, Trang Cú Tè, Lý Thái Sơn là những bạn khán giả nhận được 15 chip. Phương Yên, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những mini game nào đây ạ? Chúc mừng quý vị khán giả vừa rồi đã trả lời đúng ở đáp án là tôm nướng sa tế của phần đuổi hình bát chữ. Và đây là một món ăn
theo bạn bè của Nhi nhận xét là khá là ngon. Tại vì Linh Nhi thì không có ăn được tôm mọi người, nên là chưa có biết những cái vị tôm này là như thế nào. Không biết là mọi người ai đã ăn những món như là tôm nướng sa tế rồi thì có thể là comment khẩu vị cho Linh Nhi được biết không ạ? Chứ không biết là từ đây về sau có được thưởng thức món này hay không. Tại vì chắc là bị dị ứng với món này thì cũng khó để có thể là biết được vị của món này như thế nào. Còn bây giờ thì sau hai câu hỏi của gói ẩm thực thì Linh Nhi sẽ được mời mọi người hãy cùng ghé qua bảng xếp hạng để xem là hiện tại ai đang dẫn đầu nha. Xin mời. Và bảng xếp hạng người chơi mới sau những cái câu hỏi vừa rồi thì đã có sự thay đổi nha. Tại app VTV Go, Kenji đang là người đứng đầu. Sau đó đến Nguyễn Phương, Trịnh Quỳnh Anh, Bội Hân, Trần Thị Thơ, Ngọc Phạm và Tâm Đan này, Anh Thư. Hình như là ở app THP thì vẫn là Lý Thái Sơn đứng đầu phải không ạ? Nếu như Phương Hiền nhớ không nhầm, vẫn là Lý Thái Sơn này. Tiếp theo đó là Phương Ly này, Em Thích này, Văn Mẫn, Tiến Đạt, Trọng Đại, Châu Ngọc và Tiến Đạt Mét là những bạn khán giả. Tại hai app đến thời điểm hiện tại đang có cái bảng xếp hạng như vậy nha. Các bạn lưu ý này, lát nữa chúng mình sẽ cùng tham gia thật nhiều mini game để có thể thay đổi cái tình thế hiện tại nha. Vâng, chúc mừng những người chơi vừa rồi chúng ta đang tạm thời dẫn đầu ở bảng xếp hạng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với gói câu hỏi cuối cùng của phần thi vượt chướng ngại vật nha. Và chắc chắn rồi, đó chính là gói câu hỏi về sắc đẹp. Tuy nhiên là chúng ta sẽ chưa biết là chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu chip ở gói câu hỏi này. Thì bây giờ Linh Nhi sẽ bóc nha. Hy vọng là sẽ tìm được 30 chip cho quý vị khán giả. Để xem. Cũng không tệ nha mọi người ơi. Và 20 vị khán giả đầu tiên trả lời nhanh và chính xác nhất sẽ nhận về cho mình là 20 chip nha quý vị ơi. Và bây giờ Linh Nhi xin được mời tất cả các bạn đến với gói câu hỏi sắc đẹp qua phần chơi truy tìm mảnh ghép. Vâng, xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị luật chơi của phần truy tìm mảnh ghép nhé. Chương trình sẽ đưa ra hai hình ảnh bị khuyết, người chơi sẽ chọn ra mảnh ghép phù hợp với hình ảnh và thời gian sẽ là 45 giây. Và trước khi đến với hình ảnh và bốn mảnh ghép đầu tiên thì Linh Nhi xin được mời tất cả các bạn chúng ta cùng ghé qua trang web tương tác.thhb.vn để cùng xem chiếc voucher giảm 40.000 đồng tại dịch vụ gọi đầu dưỡng sinh massage mặt tại Quốc Duy Khánh Hair and Spa Salon nha. Và đây sẽ là dữ kiện cho câu hỏi sắp tới đây. Đây là một địa điểm cắt tóc và làm đẹp ở Hải Phòng. Bạn sẽ được trải nghiệm những dịch vụ với chất lượng được thực hiện bởi những bàn tay điêu luyện của đội ngũ nhân viên. Cùng sự kết hợp hoàn hảo của các công nghệ hiện đại nhất và một quy trình làm việc chuyên nghiệp. Tại đây thì còn có quy trình chăm sóc da 11 bước sẽ giúp các bạn có một làn da sạch, đẹp và căng mướt. Vâng, và chiếc voucher vừa rồi cũng chứa những dữ kiện cho câu hỏi đầu tiên của gói câu hỏi sắc đẹp. Và bây giờ Linh Nhi xin được mời quý vị cùng đến với câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Và ở câu hỏi đầu tiên trong mini game thử thách IQ, mảnh ghép nào đây ạ? Đâu là mảnh ghép còn thiếu? Thời gian là vẫn còn hơn 30 giây nha. Nó gợi nhớ cho chúng ta đến một trong những cái trò chơi hồi bé chúng ta hay chơi đúng không ạ? Xếp hình. Phương Ly đang comment đáp án nào đây nhỉ? Nhanh tay nào, đố với các bạn là đáp án nào luôn. Đang có rất nhiều các bạn khán giả đưa ra câu trả lời rồi. Còn 13 giây quý vị nha. Trời ơi đây này. Ui thế mà cũng có rất nhiều những bạn khán giả đưa ra câu trả lời khác nhau nha. 1, 3, 1, 2. Một, rất nhiều những câu trả lời khác nhau. Và đáp án chính xác là A, mảnh ghép số 1 với 42% các bạn khán giả trả lời chính xác. Châu Ngọc mình chọn 1. Không biết là có tên Châu Ngọc ở trong danh sách những bạn khán giả nhanh tay không đây. Chúc mừng Em Thích, Phạm Văn Mẫn, Trung Nguyên, Huy Hoàng, Châu Ngọc, Lê Cường, Ngọc Phạm, Thủy, Phương Ly và Quý NH. Nguyễn Thị Dung, Vũ Khánh Huyền, Trí Hiếu, Ngọc Hân, Thị Trang, Duy Thuận, NHIPHG. Đấy, Phương Hiền đọc hơi vất vả cái tên của bạn đấy nha. Đinh Minh Thanh, Củ Khoai, Trần Thị Thơ. Chúc mừng các bạn nhận được 20 chip của chúng tôi.
Vâng, chúc mừng quý vị khán giả, vừa rồi chúng ta đã trả lời chính xác ở câu hỏi đầu tiên của gói câu hỏi sắc đẹp. Và chúng ta sẽ còn một câu hỏi cuối cùng của phần vượt chướng ngại vật để chúng ta có thể sang được những số chip để giúp bản thân mình có vị trí cao trong bảng xếp hạng nha. Và trước khi đến với câu hỏi số 2 thì Linh Nhi cũng sẽ được mời quý vị ghé qua một chiếc voucher tại Bình Phước nha. Chúng ta có một mã giảm 50.000 đồng cho tất cả các hóa đơn dịch vụ tại 90 House Men Salon. Nơi đây là đề cử đầu tiên cho danh sách salon cắt tóc nam đẹp tại Đồng Xoài, Bình Phước. Bởi đây là địa chỉ được yêu thích nhất hiện nay. Salon này mang đến cho phái mạnh dịch vụ chăm sóc tóc mới nè, hoàn hảo, hiện đại với mức giá hoàn toàn rất là phù hợp. Ngoài các dịch vụ chính là cắt tóc thì các bạn còn sẽ được phục vụ các nhu cầu khác như là cạo râu, gội đầu massage, lọc mụn. Xin mời các bạn nhìn những kiểu tóc tại salon thiết kế cho các khách hàng. Và địa chỉ áp dụng ở đây sẽ là 66 Võ Văn Tần, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước nhé. Và đó cũng chính là dữ kiện cho câu hỏi số 2. Và bây giờ sẽ được mời hình ảnh và những mảnh ghép của câu hỏi số 2. Đâu là mảnh ghép còn thiếu ở trong câu hỏi này? Xem quen rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó cũng dễ trả lời thôi, nó không có gì là khó khăn cả, đúng không ạ? Chỉ có 4 mảnh ghép thôi mà. Câu này không thể không sai được, đúng không ạ? Quá đơn giản. Là chúng ta sẽ cùng tham khảo một số những cái đáp án của các bạn khán giả nha. 4 này, 3, 1. Trời ơi, cũng có rất nhiều những câu trả lời khác nhau nha. Vẫn có những bạn khán giả chọn đáp án khá là khác nhau. Ui, nó rất là xem nhau nha các bạn nha. 21, 21%, 18% và 38% này. Và kết quả đó chính là đáp án D, mảnh ghép số 4 với 37% các bạn khán giả dự đoán. Đinh Minh Thanh comment ăn tiếp 20 chip rồi. Hãy cùng xem có Đinh Minh Thanh không nha. Chúc mừng Nguyễn Văn Thưởng. Em thích, trời ơi, em thích ngày hôm nay là một bạn khán giả mới là trả lời được rất nhiều câu hỏi nha. Tiến Đạt này, Linh này, Văn Tiến, Thủy, Nguyễn Đăng, Trung Nguyên, Tuyển, Phương Ly. Còn bạn khán giả nào nữa không đây ạ? Mỹ Tâm, Bích Thảo, Mần, Nguyễn Phin, Thành Trung, Quỳnh Lâm, Trọng Đại, Lệ Thu, Thùy Trang, Diệu Linh. Không có tên của bạn khán giả vừa rồi, Minh Thanh rồi, không có tên của Minh Thanh rồi. Linh Nhi, chúng ta sẽ tiếp tục với những mini game nào đây? Chúc mừng quý vị khán giả vừa rồi đã trả lời chính xác câu hỏi số 2 của gói sắc đẹp và cũng là câu hỏi cuối cùng của phần chơi vượt chướng ngại vật. Và bây giờ Linh Nhi sẽ được công bố bảng xếp hạng tạm thời trước khi chúng ta mình. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ ghé thăm bảng xếp hạng để xem là trước khi đến với phần về đích thì quý vị khán giả nào chúng ta đang nằm trên top để có thể biết là bản thân mình cần cố gắng để giữ vững vị trí này. Còn những vị khán giả nào chúng ta chưa được on top thì sẽ cố gắng để trả lời đúng ở câu hỏi cuối cùng trong phần về đích nha. Xin mời. Và bảng xếp hạng người chơi mới, xin lỗi các bạn khán giả, và bảng xếp hạng người chơi tính đến tổng hợp đến thời điểm hiện tại đang có một số thay đổi nha. Bởi vì bất ngờ quá, nhìn cái tên là đã thấy có sự khác biệt ở cả hai app rồi. THP Phương Ly đứng đầu này và Bình Phước gọi tên bạn Kenji. Tiếp theo THP này, Vương Hiền xin được đọc thứ tự này. Phương Ly, em thích Lý Thái Sơn, Phạm Văn Mẫn, Châu Ngọc, Trọng Đại, Tiến Đạt và Trần Lệ Thu. Còn ở Bình Phước thì sao? Kenji dẫn đầu nha. Thứ hai là Trần Thị Thơ này, Nguyễn Phương, Ngọc Phạm, Trịnh Quỳnh Anh, Bội Hân, Nguyễn Đăng và Duy Thuận. Đó, có một vài cái tên mới xuất hiện rồi các bạn khán giả ạ. Phương Ly đang comment là hu hu, tim đập bình bịch. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với MC Linh Nhi. Chúc mừng quý vị khán giả, vừa rồi chúng ta đang hiện tại nằm trên top của bảng xếp hạng. Hy vọng là quý vị cũng sẽ giữ vững được phong độ này để chúng ta có thể bước đến phần về đích nha. Nhưng mà trước khi đến với phần về đích thì để giải tỏa không khí căng thẳng nãy giờ thì Linh Nhi sẽ được mời quý vị cùng đến với phần đấu đồng giá. Vâng, xin mời hiển thị combo đấu đồng giá ngày hôm nay ạ. Đối với anh em ở Hải Phòng, chúng ta sẽ có một combo trị giá là 450.000 đồng.
đầu tiên chúng ta sẽ có một chiếc voucher 200.000 đồng tại Shopee. Chúng ta sẽ có một chiếc voucher 150.000 đồng tại Yoga Hoa Sen nè. Voucher 40.000 đồng tại Duy Khánh Hair Salon nè. Voucher 50.000 đồng tại Shen Hamburger và một thẻ điện thoại là 10.000 đồng. Rất là nhiều voucher nha quý vị ơi. Còn nếu người chiến thắng phần đấu đồng giá là anh em ở Bình Phước thì sao? Chúng ta sẽ có một combo voucher cũng trị giá là 450.000 đồng nhé. Bao gồm là một voucher giảm 200.000 đồng tại Shopee, 150.000 đồng tại mắt kính Việt Nhật, voucher giảm 50.000 đồng tại 90 House Men Salon và voucher giảm 50.000 đồng tại Boba Bob Đồng Xoài. Giá ưu đãi cho combo voucher này sẽ là 200 chip và số lượng sẽ là 4 combo voucher. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần đấu đồng giá. 3, 2, 1, xin mời. Trời ơi, ngày hôm nay phần đấu đồng giá của chúng tôi thì quá là hấp dẫn luôn các bạn khán giả ơi. Phương Hiền cũng sẽ phải thử vận may đổi ngay 200 chip các bạn khán giả nha. Ở đây, Shopee hấp dẫn ghê. Cho mình xin một voucher đồng giá nhanh nha. Phương Ly comment đấu đồng giá ngày hôm nay nhiều voucher vậy ta. Nào như ai có 200 chip rồi nhanh tay nào, lượt đấu của chúng tôi đang ngày càng tăng rồi. Voucher Shopee này và rất nhiều voucher nữa. Bởi vì càng ngày thì chương trình của chúng ta phải nói là cái sự hấp dẫn càng tăng lên đúng không ạ? Ngày hôm nay thì sẽ trao 4 voucher và các bạn khán giả yên tâm, hết thời gian thì lúc đó chương trình mới ngẫu nhiên lựa chọn ra những bạn khán giả may mắn nha. Phần này thì chắc chắn là không ai nhường ai được rồi ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ đón những cái tên may mắn nào. Chúc mừng Trương Anh Tú, Quang Huy, Trọng Đại và Nguyễn Thị Trang là bạn khán giả đã nhận được combo voucher, gọi là cơn mưa voucher ngày hôm nay của chúng tôi. Chúc mừng những vị khán giả vừa rồi đã sở hữu những combo voucher siêu hấp dẫn của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, đó chính là phần về đích. Ở phần về đích này sẽ là phần quan trọng nhất để quyết định xem những người chơi nào sẽ trở thành những người chơi xuất sắc nhất và nhận được những chiếc voucher ở đầu chương trình Linh Nhi có giới thiệu nha. Và chủ đề của phần về đích ngày hôm nay chắc chắn rồi, hôm nay là ngày 20 tháng 11 nên chủ đề của phần về đích sẽ là chủ đề Ngày Dạy Giáo Việt Nam. Và trước khi đến với câu hỏi cuối cùng của phần chơi về đích thì Linh Nhi chắc sẽ dành ra khoảng 30 giây xin mời các bạn cùng chúng ta cùng chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11, gửi đến những lời cảm ơn đến những quý thầy cô đã dìu dắt chúng ta trên con đường là chinh phục tri thức. Và cảm ơn những quý thầy cô đã dìu dắt chúng ta trên con đường chinh phục tri thức. Và sau đây thì Linh Nhi cũng sẽ nói qua về phần luật chơi của phần về đích nha. Và câu hỏi này, quý vị sẽ xem một đoạn clip và cho biết tên của người được nhắc trong đoạn video clip này là gì. Và quý vị đã sẵn sàng đến với câu hỏi cuối cùng mang tính quyết định của ngày hôm nay chưa ạ? Và hãy bình tĩnh và tự tin để trả lời đốt câu hỏi cuối cùng này nha. Xin mời! Ở câu hỏi cho phần về đích đầu tiên nha, hãy cho biết tên người được nhắc đến trong đoạn video clip. Một kiến thức về lịch sử đấy ạ. Một kiến thức về lịch sử nào, hãy cho biết tên của người vừa nhắc đến trong đoạn video clip. Hơn 60 bạn khán giả đã đưa ra đáp án. Thái Ngọc Hiệp, Quang Huy, Phạm Văn Mẫn đã comment ra được đáp án rồi. Tuy nhiên thì không biết đúng hay không nha. Gần 100 bạn khán giả đưa ra câu trả lời rồi. Và đáp án của chương trình đó chính là Chu Văn An là câu trả lời chính xác. Nhà giáo Chu Văn An ạ. Và ngay bây giờ những bạn khán giả nào nhận được 20 chip của chúng tôi đây, ngày hôm nay thì vừa nhiều chip mà quá trời voucher luôn đúng không ạ? Chúc mừng Quang Huy này, vẫn là em thích này, Trần Duy Thuận, quá là may mắn luôn. Chúc mừng Trung Nguyên,
Văn Mẫn, Linh, Thái Sang, Nam Khánh, Hải Yến, Tiến Đạt. Còn ai nữa không đây ạ? Và đó chính là những bạn khán giả nhận được 20 chip của chúng tôi trong câu hỏi ở phần về đích. Vâng, chúc mừng những vị khán giả vừa rồi đã chinh phục được câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và giây phút hồi hộp đã đến. Chúng ta sẽ cùng đến với bảng xếp hạng quan trọng nhất của ngày hôm nay để xem những chiếc voucher hấp dẫn của chương trình sẽ thuộc về những người chơi nào đây ạ? Xin mời! Và các bạn khán giả ơi, chúng ta đã có bảng vinh danh người chơi ở hai app rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng chúc mừng bên app BBTV Go. Đầu tiên là bạn Kenji đã nhận được 50 chip và một voucher cốt mát trị giá 100.000 đồng. Đứng thứ hai là Trần Thị Thơ nhận được một chiếc thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng. Và cuối cùng, chúc mừng Nguyễn Phương với một voucher KFC trị giá 50.000 đồng. Còn app THP thì sao ạ? Không hề kém cạnh. Chúng ta xin được chúc mừng bạn Em Thích này, vừa được 50 chip và một voucher Winmart trị giá 100.000 đồng. Chúc mừng Phương Ly ở vị trí thứ hai với một chiếc thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng. Và cuối cùng, chúc mừng Lý Thái Sơn với một voucher KFC trị giá 50.000 đồng. Vâng, chúc mừng những người chơi xuất sắc nhất của ngày hôm nay. Quý vị đã sở hữu được rất là nhiều những voucher của chương trình, rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và như là đầu chương trình, anh Nhi có hứa với mọi người là cuối chương trình sẽ có một vòng quay may mắn dành cho những vị khán giả nào hôm nay chúng ta có ít nhất một câu trả lời đúng của chương trình. Và bây giờ, anh Nhi xin được mời vòng quay để tìm ra chủ nhân của chiếc voucher trị giá 100.000 đồng cho các hóa đơn tại Shopee nha. Xin mời. Và xin được chúc mừng Thái Sang đã nhận được một voucher Shopee trị giá 100.000 đồng. Chúc mừng vị khán giả may mắn của ngày hôm nay sở hữu cho mình chiếc voucher Shopee trị giá là 100.000 đồng. Không biết là mọi người có thích chiếc vòng quay may mắn này hay không thì hãy comment cho Linh Nhi biết nha. Để những số phát sóng tiếp theo thì Linh Nhi cũng sẽ, nếu mà quý vị thích thì Linh Nhi sẽ tiếp tục cho mọi người chiếc vòng quay may mắn này. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng ta cũng sẽ điểm danh lần hai để là xem còn bao nhiêu vị khán giả có lại với chương trình nha. Xin mời. Chúng tôi sẽ có khoảng thời gian 1 phút để cùng điểm danh kết thúc chương trình các bạn nha. Ngày hôm nay thì phải nói là đều trải qua những cái phần mini game và những phần ô trường vô cùng hấp dẫn rồi. Nên là thời điểm hiện tại thì cũng sẽ phải tích chip thật nhiều để số ngày mai nếu như có những vô trường khủng thì chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu đúng không ạ? Honey đang comment là nhiều game nhân phẩm quá. Thái Ngọc Hiệp hu hu xuống hạng rồi. Đinh Minh Thanh lại được 5 chip nữa. Rồi, hiện tại thì Vương Hiền cũng được 5 chip nha. Tổng cộng 2 lần điểm danh là được 15 chip. Thời gian không còn nhiều. Ở phần đầu chương trình thì chúng ta được bao nhiêu bạn khán giả điểm danh nhỉ các bạn? 210 mấy, đúng không ạ? Ở phần cuối chương trình này thì nhanh tay nào, nhanh tay điểm danh nào. Nay bước chân trái rồi. Honey comment được 10 chip an ủi. Và hết thời gian điểm danh lần thứ 2 với 194 bạn khán giả. Xin chúc mừng các bạn. Chúng ta đã kết thúc phần điểm danh lần 2 và cũng đến lúc nói lời chào tạm biệt rồi. Linh Nhi rất cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã đồng hành cùng Triệu Phú Voucher và đồng hành cùng Linh Nhi đến cuối chương trình. Và hy vọng là những phần chơi vừa rồi cùng bảng xếp hạng nè, cùng những chiếc vòng quay may mắn và cùng những chiếc voucher rất là hấp dẫn ở phần đấu động giá đã cho mọi người những giây phút thật là thư giãn và những chiếc voucher thật là hơi để quý vị chúng ta có thể sử dụng được những dịch vụ tại địa phương và toàn quốc. Và Linh Nhi hy vọng là những số phát sóng tiếp theo cũng sẽ được gặp những người chơi của ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.